Thật cảm ơn Chúa vì một ngày, một buổi chiều thờ phượng thật là tốt lành, phải không thưa quý mạnh chị em? Tôi không phải bắt trước anh Bảo mà nói ba lần Hallelujah Chúa hiện diện đâu. Nhưng mà lời của Chúa nói với chúng ta ở trong Thi Thiên 22 câu 3 là vì Đức Chúa Trời là Thánh, Ngài ngự giữa sự ngợi khen. Quý vị có tin là Chúa đang ngự ở tại nơi đây không? Amen. Và tôi muốn báo cho quý vị biết một điều, đó là không phải Chúa ngự tại nơi đây thôi, mà Chúa muốn ban phước cho chúng ta nữa. Lời của Chúa nói rằng nếu mà phàm nơi nào ghi nhớ danh ta thì ta ở đó ban phước cho. Nếu mà quý vị muốn đắc thắng hay ghi nhớ danh Jehovah Nissi thì chúng ta sẽ được đắc thắng. Amen quý vị. Người nào mà cảm thấy trong người không khỏe thì nói là con ghi nhớ danh Ngài là Jehovah Rapha, đấng chữa lành cho con. Amen không? Yeah. Và nếu mà người nào mà cảm thấy mình bất an, lo lắng thì nói rằng Jehovah Shalom ơi, giúp đỡ cho con. Quý vị sẽ kinh nghiệm được điều đó. Nếu mà chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta không có kinh nghiệm Chúa, thưa quý mạnh cho em, thì chúng ta sẽ ngồi mòn ghế nhà thờ nhưng mà chúng ta không được phước gì hết. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày chúng ta đến gần với Ngài và chúng ta được phước. Amen quý vị. Không phải mà Chúa chỉ ban phước như nhu cầu cho chúng ta, mà tôi cũng tin rằng Chúa sẽ ban phước qua lời của Ngài nữa. Quý vị tin điều đó không? Và quý vị tin rằng chiều hôm nay lời của Chúa sẽ đụng chạm chúng ta, biến đổi mỗi đời sống của chúng ta, giúp chúng ta lên một tầm cao mới không thưa quý mạnh chị em? Nếu mà quý vị tin điều này thì quý vị không thể trông đợi nơi tôi là loài có hơi thở bằng lỗ mũi. Và tôi không thể nào có thể đem đến cho quý vị một cái gì tươi mới thay đổi được hết. Nhưng mà chính Chúa thưa quý mạnh cho em. Nhiều người nhìn tôi nói rằng tôi thấy mục sư thì không thể nào giảng hay được để mà đưa ai lên tầm cao mới hay là giúp đỡ người ta được. Tôi nói thực sự ra thì anh có thấy rằng con lừa không? Rồi thấy tôi cũng khá khá cỡ ngang con lừa không? Họ nhìn cũng gật gật đầu. Tôi nói Ba-la-am có một cái con lừa, và con lừa của Ba-la-am nói ra ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ quý vị đừng có nhìn tôi giảng hay hay dở, nhưng mà quý vị chú ý kể tôi là con lừa đi, nhưng mà ý muốn được Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trên đời sống của quý vị. Amen không? Thực sự trước tiên tôi là mục sư Nguyễn Phú Cường, xin giới thiệu tôi thay mặt Hội Thánh Tình Thương ở Philadelphia, gia đình của tôi gửi đến quý ông bạn chị em lời chào thăm thân thương trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúc quý vị một năm mới đầy phước hạnh của Chúa. Và cô không quên cảm ơn ông mục sư Nguyên và mục sư Cúc và ban chấp hành đã tin tưởng cho tôi có cơ hội để học lời Chúa với các bạn chị em ngày hôm nay. Thưa quý bạn chị em, đó là một cái niềm vinh dự cho tôi, và cũng là để trả lại cái ân tình. Mỗi lần tôi đến Cali mà tôi muốn cầu nguyện thì tôi hay đến đây để cầu nguyện với bà mục sư Cúc và một số quý bạn chị em ở tại nơi đây. Và sự cầu nguyện xích dầu đó nó chuyển về Philadelphia, và mỗi ngày tôi cũng cầu nguyện giống như quý vị ở đây, và tôi thấy rằng cái sự phước hạnh ở trên hội thánh rất là nhiều. Thành ra thường thì tôi đến những hội thánh thì tôi âm thầm tôi ngồi tuốt ở phía sau để tôi quan sát học thêm được cái gì. Tôi ít có giảng, không có giảng những chỗ khác để học thêm điều gì. Nhưng mà hôm nay cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội để học với quý mạnh chị em. Trước khi học Kinh Thánh thì chúng ta phải nói một cái gì đó để cho nó warm up một chút xíu. Tôi đố quý mạnh chị em là những người giỏi Kinh Thánh ở đây là tại sao ông Ơ Tích bị té xuống cửa sổ? Bị té xuống cửa sổ. Có ai đó hình như là nói ông giảng dài quá, ông Phaolô giảng dài quá. Mục sư Nguyên nói giới thiệu là 4 tiếng. Thành ra tôi mời quý mạnh cho em chúng ta tiến lên gần gần chút đi. Mình đừng thường thường mình ngồi ở chỗ đó hoài rồi. Hôm nay mình được muốn thay đổi, mình xích lên chút xíu đi. Những người mà ngồi ở dưới bệ chân của Chúa là không có người nào mà bị té trong những ngày tết hết trơn á. Và dù cho mục sư giảng dở mình cũng an toàn, không có chết. Tôi mời quý vị chúng ta tiến gần, tại vì ông mục sư giảng thì nhờ những cái lời amen, mà quý vị ở xa quá amen không có nghe, và ông mục sư không có hăng để mà giảng thưa quý mạnh cho em. Thực sự ra nãy mục sư Nguyên có nói rằng đây là mục sư đột xuất, tôi không có chuẩn bị gì hết, nhưng mà thường thì gió thánh linh thổi đi đâu thì chúng ta đi theo đó, phải không quý mạnh cho em? Và bà mục sư Cúc thì có nói với tôi rằng mục sư có hay gì ở Cali không? Cali rất là xôn xao. Và tôi theo cái điều xôn xao đó là tôi giảng theo cái đó thôi. Thành ra ngày hôm nay qua cái phân đoạn Kinh Thánh mà mục sư Nguyên đã đọc cho chúng ta nghe, tôi sẽ nói về đề tài thắp sáng khải tượng. Và nãy giờ nói xôn xao chứ quý vị có biết cái gì xôn xao không?
khải tượng 20%. Wow, cảm ơn Chúa, khải tượng 20%. Và muốn mà thực hiện khải tượng 20% này thì phải có 20% người tin Chúa, phải không thưa quý mạnh cho em? Thành ra hôm nay tôi giới hạn cái đề bài khách thắp sáng khải tượng này ở trong cái phần tin Chúa. Mọi cái lời chứng hay là câu kinh thánh gì nó cũng nghiêng về đó thôi. Thành ra là nó không có toàn diện, nó chỉ xoáy vào trong phần đó. Và phần nào mà quý vị cảm thấy dở dở một chút á, là anh Bảo anh đã nói trong cái phần của tôi hết rồi. Anh Bảo nói hay lắm. Thành ra cái phần đó là anh Bảo nói hết rồi. Thành ra ngay chỗ đó tôi nói hơi dở thôi. Thưa quý bạn chị em, khải tượng thì Chúa nói với chúng ta rằng nơi nào thiếu cái khải tượng hay thiếu sự mặc thị thì dân sự bèn phóng tứ. Thành ra chúng ta thường nhận những khải tượng từ nơi Chúa. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, thực tế muốn hoàn thành khải tượng và để thắp sáng lên khải tượng hay là để khải tượng nó đến cuối cùng thì nó không hề đơn giản, thưa quý mạnh chị em. Và làm thế nào để chúng ta có thể hoàn thành điều đó là điều mà chúng ta cần trở lại Kinh Thánh để chúng ta học mà chúng ta biết những điều gì mà Chúa dạy chúng ta. Thưa quý mạnh chị em, Eli nhận được khải tượng từ nơi Chúa ban và Ngài nói rằng sẽ ban quyền năng bằng một cái cơn mưa phước lành ở trong cái thời kỳ khô hạn. Và Eli đã thắp sáng khải tượng này dù cho cái hoàn cảnh như thế nào, con người và kinh nghiệm đều chống nghịch lại và nhận chìm đức tin của ông. Chúng ta học được để cái khải tượng trở thành cái hiện thực á, thì con người và kinh nghiệm không thể nào giúp chúng ta làm hoàn thành điều đó, thưa quý bạn chị em. Chúng ta xin Chúa giúp cho ông Eli. Ông rất là dạn dĩ. Ông cầu nguyện, ông mong đợi, ông dạn dĩ thực hiện và ông thậm chí chiến đấu để đạt được những điều mà Chúa đã mặc khải cho ông nữa. Ông tin rằng quyền năng được giao cho ông để trở thành hiện, cái khải tượng đó trở thành hiện thực á, qua lời phán mà Chúa phán cho ông á. Nếu mà ông không nói sẽ không có mưa. Và thời kỳ khô hạn không có mưa và sương mốc nó sẽ kéo dài, thưa quý mạnh cho em, ở trong các vua nhất đoạn 17 câu 1 thì nói như vậy. Và dù đây là không phải là một bài huấn luyện để chúng ta nói về, nhưng mà chúng ta cũng nên định nghĩa một chút về khải tượng. Có nghĩa là không nói hết về những cái định nghĩa hay ho, nhưng mà chúng ta nói một chút về cái khải tượng, để khải tượng là gì và thắp sáng khải tượng là gì, thưa quý mạnh cho em. Tôi tạm giới hạn lại trong khải tượng là điều Đức Chúa Trời ban cho hoặc đặt để trong lòng của chúng ta để chúng ta hoàn thành. Amen không, thưa quý mạnh cho em? Có nhiều cái điều khác hết, nhưng mà chúng ta giới hạn lại, nghĩa là những điều đó từ nơi Chúa ban cho mới là khải tượng. Rồi nếu mà chúng ta không hoàn thành thì nó không phải là khải tượng. Tại vì tôi gặp rất là nhiều người, Chúa đang cho tôi khải tượng này và một thời gian tôi gọi là họ có khải tượng khác và tôi thấy nhiều khải tượng quá mà tôi hỏi có nào hoàn thành chưa? Thì nó chưa có nào hoàn thành, thì thực sự đó đừng nói là khải tượng, chúng ta chỉ cảm động chúng ta làm xong rồi thôi. Nhưng mà thực sự ra khải tượng là điều mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta hoàn thành. Chúng ta phải thắp sáng lên cho tới khi nó hoàn thành. Amen không quý vị? Thấy quý vị dường như ấy, tôi kể một câu chuyện đi, tôi kể một câu chuyện. Có một người họ bỏ tiền ra rất là nhiều, tại vì họ là người thích đi săn gấu và họ mua một con chó. Con chó này thì chuyên môn để đi theo một cái gọi là theo cái track, có nghĩa là cái dấu vết, thì nó đi theo cái dấu vết. Và đầu tiên thì thả con chó vô rừng, bắt đầu con chó nó thấy được dấu vết của con gấu, bắt đầu nó chạy theo, nó dẫn mà nguyên đoàn này thợ săn này hăng hái đi theo nó. Nhưng mà nó đi ngang cái đường rầy thì nó lại thấy một cái dấu vết khác, cái nó chạy theo. Thì ra là dấu vết đó là dấu vết của con hươu. Nhưng mà nó thấy cái này nó mới, cái bắt đầu nó chạy theo. Và nó chạy tới một cái gốc kia thì nó lại thấy một cái dấu vết khác là con thỏ, nó chạy theo con thỏ. Và sau đó thì nó lại thấy dấu vết của một con khác nữa và nó chạy theo, và cuối cùng nó dẫn nguyên đoàn thợ săn lại ngay cái hang chuột, thưa quý mạnh cho em. Thành ra con chó săn nó không biết đáng giá hay không, nhưng mà chúng ta không phải vậy. Chúng ta khải tượng mà Chúa ban cho chúng ta cưu mang ở trong lòng, chúng ta cầu nguyện, chúng ta thắp sáng lên và chúng ta hoàn thành. Amen không quý vị? Chúng ta không muốn bắt chuột đồng để mà nướng ăn đâu, mặc dù nó rất là ngon, nhưng mà chúng ta không làm điều đó. Thưa quý bạn chị em, chúng ta thực hành để chúng ta không có đánh mất khải tượng.
Và thắp sáng khải tượng là một hành động chuẩn bị bằng một thái độ hợp lý với sự mặc khải mà Chúa ban cho trên chức vụ của mỗi chúng ta. Tôi muốn nhắc lại để chúng ta dễ nhớ và chúng ta dễ thực hành. Thắp sáng khải tượng là một hành động chuẩn bị bằng một thái độ hợp lý với sự mặc khải mà Chúa ban trên chức vụ của mỗi chúng ta. Tôi rất vui khi mà nhìn thấy sự rộn rã của miền Nam Cali này. Hôm qua tôi đi, tôi nói thực sự ra sau cái đại hội thì tôi cũng mệt rồi. Nhưng mà tôi đi vào đó tôi thấy rất là nhiều hội thánh đóng góp, nhiều phần và trong cái sự hiệp một. Và có 4 người tin Chúa. Tôi thấy rất là vui mừng về điều đó và lòng của tôi cũng rộn rã nữa. Đó. Thành ra ngày hôm nay thì mặc dù nói mục sư Nguyên đã bật đèn xanh nhưng mà tôi không có giảng tới 4 tiếng đâu. Tôi chỉ giảng 35 phút thôi, rồi tôi sẽ làm chứng 35 phút và tôi sau đó tôi sẽ nói về đọc kinh thánh cho quý vị nghe 35 phút sau. Và thực sự đây tới sáng mai còn lâu mà quý vị, lòng mình mà rộn rã mà đâu có thời gian, đâu có quan trọng phải không? Chúng ta giới hạn lại. Bây giờ mục sư Cường bắt đầu nói nhiều rồi mà phải giới hạn lại. Chúng ta sẽ học 3 điều mà ông Eli ổng đã kinh nghiệm ở tại nơi đó. Cái thứ nhất, ổng nghe tiếng mưa lớn. Rồi ổng thấm thấy đám mây nhỏ và ổng sẵn sàng cho công việc của Chúa. Amen quý vị. Thấy vậy có lý rồi, không tới độ 4 tiếng đâu. Thưa quý bạn chị em, nghe tiếng mưa lớn ở đây mình chia ra là nghe tiếng. Tiếng động là sóng âm thanh, chúng ta không thể thấy nó, nhưng mà sao? Không thể rờ chạm nó được, không thể cảm nhận nó, nhưng mà nó cứ truyền tới không thôi. Quý vị đồng ý không? Và tại sao chúng ta biết nó tới? Bởi vì nó càng ngày nó càng lớn và nó càng ngày nó càng gần. Như chiếc xe lửa mà nó chạy gần về hướng chúng ta biết không? Đừng nói không biết nha, nếu mà ai đứng ở trên đường xe lửa tôi bảo nó làm chảy liền. Đó, tại vì nó rầm tới mà nếu chúng ta gần gần đó thì nó tới chúng ta biết liền. Thế thành ra lời Chúa cũng vậy, Ngài phán ở trong câu 1, ta sẽ làm mưa thì chắc chắn sẽ có mưa. Amen thôi quý vị. Và trong những ngày vừa qua rồi, nếu mà chúng ta cầu nguyện đủ rồi và chúng ta thấy rằng cái khải tượng 20% là điều tốt lành thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta nghe rồi nhưng chưa thấy, chút xíu nữa tôi sẽ chứng minh có những cái thấy và chúng ta sẵn sàng như thế nào để chúng ta đón nhận điều đó. Thưa quý mạnh chị em, và thưa quý mạnh chị em, chúng ta có đang muốn hay là đang trông mong cái cơn mưa phước lành xuống cộng đồng người Việt tại Nam Cali này không? Muốn tin lành của Chúa để truyền ra và sự cứu rỗi của Chúa vào từng nhà của người Việt Nam chúng ta không? Nếu chúng ta muốn điều đó thì cái mục tiêu hay là mình nói cái khải tượng 20% mới đạt được. Còn nếu không á, chúng ta nói rằng ô cái chuyện đó ở Việt Nam không phải. Chuyện chúng ta ở đây là Chúa giao cho chúng ta ở đây và khải tượng của chúng ta ở đây để góp phần vào trong cái 20% của người Việt. Amen không quý vị? Và thưa quý mạnh chị em, nói với người bên cạnh mình đi, nếu mà mình khao khát mình nói với người bên cạnh mình khiều khiều nói cũng được đó. Chúa sẽ giáng cơn mưa lớn. Chúa sẽ giáng cơn mưa lớn. Sự cứu rỗi sẽ vào ở trong nhà của chúng ta. Nếu mà nhà chúng ta chưa tin Chúa hết, sự cứu rỗi sẽ vào sở làm của chúng ta. Nếu mà chúng ta chưa có dịp làm chứng, sự cứu rỗi sẽ vào trong xóm của chúng ta. Nếu mà chúng ta chưa làm chứng, thưa quý mạnh cho em. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời chẳng phải là loài người để nói dối, và cũng chẳng phải con của loài người đang hối cải. Điều Ngài đã nói, há Ngài sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, há Ngài sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Ở trong Dân Số Ký đoạn 23 câu 19. Thành ra Chúa nói có cơn mưa lớn cho đồng bào Việt chúng ta, chắc chắn là có. Amen không quý vị? Và Chúa nói chốc chốc Chúa tưới cho cơ nghiệp nhà Ngài thì chắc chắn sẽ có sự tuôn đổ đầy trên chúng ta. Nếu mà Chúa sai chúng ta ra, chắc chắn Chúa sẽ ban năng lực cho chúng ta để chúng ta làm. Chúng ta đừng lo về việc chúng ta phải làm như thế nào, nhưng mà chúng ta quyết định chúng ta thực hiện. Thưa quý mạnh chị em, người trồng kẻ tưới đều không ra gì, nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Hội thánh Lighthouse ở tại nơi đây sẽ lớn lên cùng những hội thánh khác người Việt ở tại nơi đây. Quý vị amen cho tôi đó không? Tại vì Đức Chúa Trời làm cho lớn lên, chứ không phải là tự chúng ta làm cho lớn lên. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải trồng, phải tưới. Và thưa quý mạnh chị em, có những điều mà cho dù chúng ta chưa thấy, chưa rờ chạm, nhưng mà chúng ta đang nghe và nó đang đến. Nó chậm nhưng mà nó không có trễ. Thưa quý mạnh chị em, delay mà nó is he not denial. Có những khải tượng thì tới liền, hồi nãy thầy Bảo có nói với chúng ta, tôi không muốn lặp lại, nhưng mà có những cái tới liền nhưng mà có cái tới lâu. Ông Abraham thì ông phải chờ đợi tới bao nhiêu năm quý vị? 20
5 năm để có Isaac là con của lời hứa. Ông Joseph thì ông phải chờ đợi tới bao nhiêu năm, khoảng bao nhiêu năm thì cái giấc mơ của ông mới trở thành sự thật. Khoảng 15 năm thưa quý mạnh cho em. Daniel khi lời cầu nguyện của ông được nhậm rồi, ông phải chờ đợi thêm hơn 20 ngày nữa phải không? Rồi Lazarus, gia đình Lazarus phải chờ sau khi Lazarus chết 4 ngày phải không thưa quý mạnh cho em? Quý vị ghi nhớ lại ngày này đi. Và chúng ta sẽ làm chứng lại số ngày mà khải tượng này nó hoàn thành trên đời sống của chúng ta để chúng ta có cớ cảm ơn Chúa. Amen không quý vị? Lời của Chúa nói, chứ không phải là tôi nói đâu. Ở trong Habacuc đoạn 2 câu 3 thì nói như vậy. Vì sự hiện thấy phải còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định và sau cùng nó sẽ kịp đến, không phỉnh dối đâu. Nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Amen không quý vị? Joseph chỉ còn một đêm thôi để làm tể tướng, có đủ khả năng để cứu nhà mình qua khỏi những năm hạn hán đói kém kéo dài ở trong cuộc đời. Và Ruter chỉ còn một đêm nữa thôi để từ người mót lúa trở thành bà điền chủ. Amen không vậy? Và chúng ta có tin rằng hội thánh Lai Hao sẽ còn một đêm nữa thôi để đi gặt những bó lúa đầy chứ không còn mót lúa nữa. Ngày xưa chúng ta năn nỉ để kiếm một người vô, nãy anh bảo nó năn nỉ rất là lâu mới có một người. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi thái độ, chúng ta đúng những gì mà Kinh Thánh dạy, tôi tin rằng chúng ta đem những bó lúa đầy vào trong nhà của Ngài chứ không có còn đi mót lúa nữa. Amen không vậy? Chúa làm cho Ruter, Chúa làm cho Joseph, Chúa sẽ làm cho hội thánh Chúa ở tại nơi đây. Chúng ta tin lời Đức Chúa Trời bởi vì Ngài không phải là người để nói dối. Và điều đó tôi không phải công bố bởi tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn điều đó ở trên đời sống của hội thánh ở tại nơi đây và mỗi riêng một quý ông bà chị em ở tại nơi đây. Amen không? Thưa quý mạnh chị em, 120 người tại phòng cao nghe tiếng gió thổi ào ào. Rồi sao nữa? Chắc chắn có điều gì đã xảy ra. Tôi không giảng gì ngủ tuần nữa, lẽ ngủ tuần nữa. Nhưng mà khi mà Cali này xôn xao, chắc chắn phải có điều gì đó xảy ra. Amen không vậy? Sẽ có những linh hồn được cứu. Chúng ta phải giơ tay ra chúng ta nhận. Còn mấy chúng ta thiếu phần á. Amen không vậy? Thành ra có một điều gì đó sẽ diễn ra khi mà chúng ta nghe rồi. Nghe giờ truyền giảng rồi. Tôi nghe anh Bảo mà nói mà tôi muốn dọn qua Cali luôn. Vì mỗi tuần đều có chương trình hết. Khải làm tiếp tục lên. Và nghe chưa? Chúng ta đã nghe rồi thưa quý mạnh cho em. Nhưng mà nếu có một điều gì đó mà nghe mà không xảy ra đó là không phải lời Chúa. Quý vị đồng ý với tôi không? Không phải lời Chúa, không có xảy ra đâu. Đó. Hồi nãy tôi nghe anh Bảo anh làm chứng là cái người kia là cái mặt là xám xịt rồi phải không? Cầu nguyện hồi nó hồng lại. Tôi cũng gặp tình trạng như vậy khi mà tôi đang huấn luyện ở tại Chicago. Một tín hữu của tôi gọi vào lúc 2 giờ. Mà thường thường gọi 2 giờ là tôi biết có chuyện rồi. 2 giờ sáng nói rằng thầy Cường ơi, Sarah là đứa con gái của nó đó. Bác sĩ nói tắt thở 15 phút rồi. Lúc đó tôi cũng không biết nói sao để an ủi. Thực sự ra nó đau lắm mà mình cũng biết sao. Và trong cái lúc mà tôi cầu nguyện tiếng mới vậy thì Chúa phán với tôi là nó không có chết. Và tôi nói là bây giờ đó lời bác sĩ không có hoàn thành, nhưng mà lời của Chúa hoàn thành. Em vô em đặt tay cho nó đi. Và nó đã chết 15 phút rồi. Anh này đặt tay nó sống lại. Thưa quý mạnh cho em, thường mà nghe nói vậy nó sống lại là thành người thực vật phải không quý mạnh cho em? Nhưng mà nó sống lại, bây giờ nó chạy nhảy và nó là niềm vui của hội thánh thưa quý mạnh cho em. Mà không phải một lần mà nó bị như vậy, mà nó tới 4 lần lận thưa quý mạnh cho em. Lần đầu 15 phút, những lần sau cũng như vậy, nhưng mà cái não nó vẫn bình thường thưa quý mạnh cho em. Và lần sau thì ba của nó không còn gọi tôi nữa, tại vì đặt tay một lần được rồi, rồi tiếp tục đặt tay nữa và chứng kiến con của mình. Và họ nói rằng tôi không chấp nhận những điều gì từ nơi bác sĩ hết. Và chúng tôi khi mà vô thăm một cái người bị stroke 4 lần, mà thường thường mình nghe nó tới lần thứ hai là nặng hơn lần thứ nhất rồi phải không? Lần thứ ba là cũng dữ dội rồi phải không? Lần thứ tư thì và mổ não thì bác sĩ nói là không có qua được. Cái người đó tên là Thiêm Thành, bây giờ đang ở trong hội thánh của tôi. Thì Chúa cho một cái lời của Ngài là ngươi chẳng chết đâu, mà phải sống để nói về sự vinh hiển của Chúa. Và sau cái ca mổ rất là lâu vậy đó, thì chỉ có mấy tiếng đồng hồ sau bà tỉnh lại. Và nửa người ở bên đây liệt. Và mọi người thì nói rằng cái liệt này là không hết,
Thì tôi mới hỏi tại sao. Nói là tại vì đụng dưới cái chân á mà không có nhúng nhích gì hết trơn, ở dưới chân mà không có thấy nhột đó là thôi không có hy vọng gì hết á. Tôi nói cái lời đó lời từ con người, lời của Chúa mới là quan trọng. Cảm ơn Chúa, bây giờ bà đi rồi mà không thèm chống gậy nữa, thưa quý bạn chị em. Đó. Thành ra có những điều mà chúng ta tin rằng nếu mà Đức Chúa Trời phán điều đó, chúng ta giữ khải tượng và đừng bao giờ để cho nó mất hoặc là nó bị tắt ở trong đời sống của chúng ta. Hãy thắp sáng lên khải tượng. Amen không quý vị? Và thưa quý bạn chị em, không phải chỉ vậy, ngày hôm qua tôi có đi ăn với một người và người nói trốt 7 lần, bác sĩ cũng nói xong rồi nhưng mà còn lại. Tôi nói wow, cảm ơn Chúa. Chúng ta được gây dựng đức tin thêm nhiều. Hồi nãy nghe thầy Bảo nói rằng có những người mà lâu quá mới tin Chúa, thì quý vị có kinh nghiệm rằng những người mà lâu quá ở trong cuộc đời mình mà mình làm chứng hoài không tin Chúa không? Quý vị biết lý do làm sao không? Tại vì quý vị là những chiến binh rất là tốt lành, thành ra Chúa giao cái khó, chứ mà dễ là Chúa giao cho một sư Cường rồi, Chúa giao cho một sư Nguyên, một sư Cúc là cái đi gái hồi là tin Chúa đó. Cái đó là cái dễ. Còn quý vị là cái người dũng sĩ, Chúa mới giao cái mạnh. Quý vị amen cho tôi đó không? Không, điều này để đơn sơ thôi. Có khi nào mà quý vị mà kêu cái đứa con 2 tuổi 3 tuổi của mình đi cất một cái bịch hột sòn không? Không. Đó, phải kêu những người nào mà tin tưởng được, phải không? Thành ra Chúa tin tưởng, Chúa mới đặt để những cái người khó bên cạnh quý vị, bởi quý vị là dũng sĩ. Còn dễ là cứ kêu tụi tôi tới, tụi tôi làm chứng cầu nguyện tin Chúa luôn, bữa sau nhóm lại trong sự vui mừng. Amen không quý vị? Đó. Và thưa quý mạnh cho em, khi mà lời của Chúa được công bố ra và chúng ta bám vào những lời của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ thực hiện được những điều mà Chúa ban cho, thưa quý mạnh cho em. Và mưa lớn có ý nghĩa gì? Hồi nãy mình nghe tiếng rồi, bây giờ mưa lớn có ý nghĩa gì? Có nghĩa là có sự sống đến, có sự phục hồi, sẽ đánh bắt được cá, trồng sẽ có kết quả, dòng sông sẽ tiếp tục chảy, và sự vui mừng ở trong lúc buồn bã, phải không? Có tiếng cười ở trong lúc than vang, phải không? Có cái bầu không khí khô hạn, ngột ngạt, trước khi cơn mưa đó thì sẽ thay đổi sau khi mà mưa dầm, thưa quý mạnh cho em. Sự chữa lành sẽ toàn vẹn, sự bình an sẽ được ban đến, và sự chứng đạo sẽ gặp trúng mùa. Amen không quý vị? Và cơn mưa lớn có ý nghĩa gì với chúng ta? Tôi không nghe quý vị amen khiều người cái bên nói rằng sẽ có cơn mưa lớn. Dạ sẽ có cơn mưa lớn, thưa quý mạnh cho em. Khi mà chúng ta công bố thì bầu không khí này nó sẽ thay đổi, đức tin nó sẽ dâng cao lên, rồi trận chiến nó mới sẵn sàng, rồi đắc thắng mới hầu đến. Amen quý vị? Quý vị mà không đánh là không bao giờ quý vị thắng. Đó. Những người dân Israel không đánh thì không thắng, thưa quý mạnh cho em. Họ đi vòng vòng trong đồng vắng và kết quả quý vị giỏi kinh thánh hơn rồi, quý vị đọc nhiều rồi, biết làm sao rồi. Nhưng mà ông Giô-sê và Ca-lép thì nói làm sao? Những người dân vàng mà bự con mà mấy người sợ đó là đồ ăn cho chúng ta, nó càng bự là ăn càng bổ và càng khỏe và vô trong đó càng sướng. Quý vị amen không? Thành ra chúng ta có mùa gặt những cái khó Chúa giao cho chúng ta, và chúng ta gặt chúng ta sẽ vui mừng. Đồng ý không quý vị? Thôi thấy yếu đó nha, mình phải em mạnh lên mới 20% chứ. Yeah, quyền năng của Chúa thăm viếng đời sống của chúng ta, ở tại nơi khô hạn thiếu thốn hay là trống vắng hay là cô đơn, hay là chúng ta đi chứng đạo mà không có người ủng hộ hay không có người tin Chúa, chúng ta đừng có sợ, thưa quý mạnh cho em. Sau cái buổi nhóm này, Chúa sẽ mở cửa cho sự giảng đạo cho chúng ta. Những người chế nhạo chúng ta, nếu mà chúng ta là cơ trong đông dân trong hãng xưởng thì không có chế nhạo chúng ta nữa. Rồi những người mà xung quanh á, hoặc là gia đình của chúng ta cũng không có bắt bớ chúng ta. Vừa rồi hôm qua tôi nghe nói cô Lan Anh á, thì bị gia đình bắt bớ, sẽ không còn sự bắt bớ nữa. Rồi sao, những người mà ngăn cản chúng ta hay làm chúng ta nản lòng khi phát triển đạo đơn không có ngăn cản nữa. Lúc nào chúng ta cũng có Chúa Giê-xu là người bạn đường thân mật đi chúng ta trên cái bước đường truyền giảng. Amen không vậy? Ông Môi-se ông nói rằng Chúa không đi với con không đi đâu. Quý vị cứ nói vậy đi trong lúc mình đi truyền giảng. Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành, con đang đi đây và Chúa đi cùng con. Mà tôi bảo đảm với quý vị là Chúa hứa rõ ràng không cảm bởi Thánh Linh thì không ai xưng Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời. Nếu quý vị mời Chúa đi cùng, Chúa đi cùng chắc chắn quý vị có kết quả. Đồng ý điều đó không? Dạ. Yeah. Thưa quý mạnh cho em, có lẽ tôi làm cho quý vị phấn khích, phải không? Dạ. Yeah. Yeah. Quý vị đã nghe tiếng mưa lớn chưa? Dù chưa có thấy gì, hãy nhìn lại lần nữa đi. Hãy nhìn một lần nữa. Vui một chút cũng được nữa. Nhìn lại một lần nữa. Và sẽ có đám mây bằng bàn tay thôi là đủ rồi, thưa quý mạnh cho em. Eli chỉ cần một cái đám mây bằng bàn tay thôi là ông cảm thấy đủ rồi. Thành ra ở tại nơi đây thấy đám mây nhỏ, thưa quý mạnh cho em.
Chúng ta chuyển qua là cái thứ hai, thấy đám mây nhỏ. Mà ông Eli á, ông phải lên cao, ông mới thấy đám mây. Thưa quý bạn chị em, hồi nãy mục sư Nguyên đọc cho chúng ta là ông Eli đã lên trên núi Cạc-mên, phải không? Và ý nghĩa thuộc linh ở tại nơi đây, nếu mà ai chiếm lĩnh nơi cao, ta, ai kiểm soát được núi Cạc-mên là đã chiếm phân nửa sức mạnh ha, quân sự và chính trị của cả nước. Ha, ý nghĩa thuộc linh này đó thì nói là sao? Chúng ta lên cao thì chúng ta nhìn mới rộng, phải không? Chúng ta càng lên cao chúng ta nhìn càng xa, quý vị đồng ý với tôi điều đó không? Ha, thì chúng ta mới thấy được, mà hồi nãy chúng ta tìm nó khó lắm, phải không? Hồi nãy mà nó tìm một người làm chứng khó, nhưng mà bây giờ chúng ta lên cao, chúng ta ở với Chúa đi. Chúng ta ở với Chúa, ở cao không? Chúa ở trên cao hay dưới thấp? Chúng ta cứ cầu nguyện, chúng ta ở trên cao. Ông Eli lên trên đó, ông không có đi dạo chơi nha. Ông lên đó, ông cầu nguyện đó. Kinh Thánh nói rõ ràng cái điều đó. Và lên trên cao thì không có bị ảnh hưởng bởi thế gian. À, tại vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta bị ảnh hưởng thế gian đó, hôm nay, cái người kia khiều khiều chúng ta hay nói là sao? Làm gì có vụ mà 20 triệu người tin Chúa, phải không? Nhưng mà chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa nói đi đi con, và quý vị sẽ thấy rằng từng người vào nhà của Chúa. Còn thế gian này là nói một hồi đó là quý vị nản lòng à. Thành ra chúng ta phải lên cao, chúng ta gặp Chúa tại nơi đó. Đó, như phượng hoàng dẫn ổ mình thế nào thì Đức Giê-hô-va cũng đưa dắt các ngươi tại đó. Chúng ta lên trên cao với Chúa, chim phượng hoàng không có làm ổ dưới thấp. Và chúng ta càng lên cao đó, chúng ta mới thấy trong rộng, thấy được cái khải tượng mà Chúa ban cho chúng ta sẽ thực hiện như thế nào, và chúng ta không có bị nản lòng. Thưa quý mạnh cho em, nhưng mà có một điều đó, muốn lên cao là phải vững vàng đó, tại vì cây cao gió lớn, phải không quý vị? Một sư cường giảng rất là thực tế, chứ không phải là nói cho quý vị thống kích rồi cái ấy vậy đâu. Lên cao phải vững vàng, tại vì là lên cao cây to thì gió lớn. Tin vào lời Chúa hơn tất cả những bằng chứng của thế gian thì chúng ta mới làm chứng đắc thắng kết quả cho Chúa được. Amen quý vị. Hồi nãy thầy Bảo có nói với chúng ta, nhiều khi Chúa đưa tới một cái hoàn cảnh. À, người ta thường hay nói hoàn cảnh quảnh càng. Nhưng mà thật sự ra nãy thầy Bảo nói thì hoàn cảnh nó đưa cho chúng ta có một cái cơ hội, cánh cửa Đức Chúa Trời mở ra cho những người đó, phải không? À, ở ngay chỗ tôi thì bây giờ có một em thanh niên đó tên Hân. À, lúc mà em tin Chúa đó thì nói rằng con về nhà đó mà con có thắp nhang đó thì bác của con, em này là du học, bác em là con đuổi con ra khỏi nhà, nó không có tin Chúa, con đi nhóm ở đây con phải lén, nói vậy con cầu nguyện đi, con tin rằng Đức Chúa Trời có thể thay đổi được không, mà em thì lại có đức tin, em cầu nguyện còn nhiều hơn mục sư nữa. À, và mình kêu ra cầu nguyện gì, cái đơn sơ cầu nguyện đó, xin Chúa mở ra một cái cánh cửa. Thì khi mà cái người bác trai đó là bị ung thư gần xong rồi đó, bà thắp nhang mà không thấy nhúng nhích gì đó, thì nó nói là thôi bây giờ đó là cho phép con cầu nguyện. Thì bà nói thôi giờ làm gì làm với gì. Và em này mới tin Chúa thôi, thương mạnh cho em chứ không phải là lâu. Nó mục sư ơi cầu nguyện sao, thì nói rằng Chúa thương xót và Chúa chữa lành người này, bác con, để cho gia đình con thấy được cái tình yêu và quyền năng của Chúa. Và cảm ơn Chúa, nó đặt tay lên, không cần mục sư đặt cũng hết như thường. Và khi mà người bác đó mà về rồi thì em không có còn bị bắt bớ nữa. Và thực sự ra cái điều mà mỗi người ở trong chúng ta thấy rằng cái khó khăn đó nó đến với chúng ta làm cho chúng ta sợ, nhưng mà trong cái khó khăn đó có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ở đó. Amen không quý vị? Thành ra một điều chúng ta học được, chúng ta thấy đám mây nhỏ tương đương với phép lạ lớn Chúa làm. À, quý vị im lặng quá. Nếu mà cái đám mây lớn là mưa là cái chắc rồi, phải không? Không cần thấy phép lạ gì hết. Nếu mà mưa từ ở đây mà nó mình nói mà kính chân trời đó là kể như là mưa rồi, phải không? Nhưng mà đám mây bằng bàn tay mưa. Đám mây càng nhỏ càng thấy phép lạ lớn lao của Đức Chúa Trời. Amen không quý vị? Thành ra cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta, những cái điều gì mà chúng ta thấy có dường như khó khăn, mới thấy được cái sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi mà Ngài giao khai tượng cho chúng ta và khi chúng ta hoàn thành. Thưa quý mạnh chị em, chúng ta trông đợi điều kỳ diệu là có 20 triệu người Việt có vé về thiên đàng, phải không? À, mình nói tin Chúa là gái rồi, giờ mình nói có vé về thiên đàng, phải không? Vậy thì chúng ta phải cùng các đầy tớ của Chúa thắp sáng khải tượng. Và sao? Sát cánh với nhau truyền giáo. Hồi nãy anh Bảo nói hả, có tiền thì dân tiền, có thời gian thì nấu ăn, phải không? Không có ai ra chứng đạo, phải không? Không ai đứng đông là người tự nhiên người ta thấy người ta tới rồi người ta tin Chúa.
Phải không? Chúng ta phải sát cánh, chứ không phải là chúng ta nói ồ cái điều này nó khó lắm. Tại vì mọi người đang rộn ràng, chúng ta cũng rộn ràng theo. Để chi? Để hòa lòng, hòa vào dòng người. Đó. Một người thì đánh 1,000, mà hai người thì rượt đuổi 10,000. Đó. Mình muốn đem một cái linh hồn từ ở nước tối tăm qua nước sáng láng khó lắm. Thành ra chúng ta phải sát cánh với ông bà mục sư, sát cánh với trong cái luồng mà gió đang thổi này, thưa quý bạn chị em. Và thưa quý bạn chị em, là không phải chỉ thờ phượng rồi cảm nhận của sự hiện diện của Chúa thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có một sự bứt phá ở trong quyền năng của Chúa để ước mơ đó trở thành hiện thực. Phép lạ không chỉ có trong cái thời Eli ở trên núi Cạc-mên thôi, nhưng mà phép lạ xảy ra mọi nơi và ở trong hội thánh Chúa ngày nay. Quý vị đồng ý với tôi đó không? Tôi kể một người nữa, cô này tên là cô Bông. Cô là người tin Chúa 2 năm. 2 năm trước cô đến với tôi thì cô kể bệnh ra thì tôi không còn nhớ. Tại cô kể tới 7 bệnh lần tôi không biết còn nhớ cô là cái gì. Nhưng mà cái điều kế tiếp đó là cô nói là ở trong cái ngày mà sắp tới đó thì cô sẽ đi mổ. Và lúc đó Chúa nói với tôi là có cái trại dòng sông sự sống còn có 2-3 bữa nữa tới thôi. Nói là cô muốn đi mổ thì cô đi mổ, tụi con cầu nguyện cho. Nhưng mà Chúa nói Chúa chữa lành, nếu cô tin cô đi trại dòng sông sự sống thì tụi con cầu nguyện cho cô lành. Và cô lấy đức tin cancel cái đó. Trại dòng sông sự sống kết thúc vào ngày 29, một tay cô hẹn lại và vô bác sĩ chụp hình. Cái thận nó sống lại tới bây giờ, thưa quý bạn cho em. Và cái điều đó tôi không phải kể về phép lạ đâu, tôi đang muốn nói về truyền giáo. Và cô nói rằng mà cái điều này đó là không phải đó, Chúa chữa cho cô tim, Chúa chữa cho cô nhiều cái bệnh khác, là hết bệnh. Cô bây giờ là mặt tươi tắn hồng hào, mà mình nói lớn tuổi nhưng mà đẹp gái luôn đó quý vị. Là 60-70 tuổi rồi đó, nhưng mà đẹp gái luôn. Và cô nói rằng cái điều này đó là cô phải về Việt Nam cô nói. Và cô là người mới vừa tin Chúa thôi đó, nhưng mà cô về Việt Nam cô nói. Cô nói một dòng như vậy đó là một tuần tụi tôi được báo cáo cứ cầu nguyện hoài cho cô. Thiện hồi được 10+ người. Thì CESA, quý vị có biết CESA không? Một số người về Việt Nam nhiều thì biết CESA, có nghĩa là công an đó. Là đến mời cô lên. Nói bà về bà làm gì? Nói tôi đâu có làm gì đâu. Nói tại sao mà đi làm chứng vụ đạo tin lành đó. Nó rối vụ vậy đó, tôi nói chữa lành. Và em của tôi nó bị ung thư, nó gần chết. Rồi nó đi tới và nó được chữa lành đây nè. Nó nhà địa chỉ đó. Và về cổ tiếp tục làm chứng. Mà nó cũng hù lắm nha. Nó nói không là tôi bắt bà nhốt luôn á. Nhưng mà cũng làm chứng được tới 22 người. Và sau đó cổ về bên đây. Không phải là cổ mạnh mẽ để mà làm điều đó. Nhưng mà ở trong cái sự đơn sơ, cổ là người dân trong cái khu vực nhà nghèo, phải đi mà đập đồng đó, đó để mà lấy, để mà bán có 2 đồng 1 phao thôi, mà gửi tiền về để cho một ông mục sư tới đó và hội thánh được thành lập ở tại Long Hồ. Và một cái người đơn sơ vậy thôi, mà lúc mà cổ về đó là tôi còn chưa dạy xong cái giáo lý căn bản cho cổ nữa đó. Nhưng mà khi mà Chúa làm điều đó thì thật tuyệt vời, thưa quý mạnh cho em. Và thực sự ra nếu mà chúng ta muốn kết quả cho Chúa, Chúa có cách làm trong đời sống chúng ta nếu mà chúng ta quyết định chúng ta cùng làm Chúa. Chúng ta có hình dung thấy sự phấn khích của Eli khi mà thấy cái đám mây bằng bàn tay không? Trong đầu của ông nghĩ bây giờ đám mây đó càng lúc càng lớn lên rồi. Lớn nhanh mà không thể tưởng tượng được nữa. Mưa sẽ lớn lắm. Cái câu 40 thì nói với chúng ta, câu 44 thì nói với chúng ta, ông sai đầy tớ, hãy đi nói với Ahab rằng hãy thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Quả thật trong một lúc trời bị mây đen che, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab lên xe mình đi đến Gitrien ở trong các vua nhất đoạn 18 câu 45 thì nói như vậy. Chúng ta học được gì ở đây? Chúng ta có phấn khích như là ông Eli không? Chúng ta có thắp sáng cái khải tượng của chúng ta như là ông Eli không? Đó. Rồi chúng ta hãy nhìn quanh chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy rằng hội thánh chúng ta còn nhỏ, nhưng mà tôi rất là phấn khích để nói với quý vị rằng quý vị hãy sẵn sàng. Khiều người kế bên nói là nữa sẽ có cơn mưa lớn. Thưa quý mạnh chị em, hãy nói với người bên cạnh mình một câu nữa, hãy sẵn sàng cho cơn mưa lớn. Ngài sẽ làm cho chúng ta bùng nổ trong khải tượng của chúng ta, bứt phá trong sự cầu nguyện của chúng ta, và chúng ta sẽ kết quả một cách mạnh mẽ, thưa quý mạnh chị em. Bởi đức tin ai dám công bố rằng 5 năm nữa đó, là không phải chúng ta chỉ nhóm ở tại đây, mà chúng ta nhóm ở trong cơ sở mà chúng ta mua được, mà để 500 người nhóm không?
mà không phải là 500 để cho 50 người chúng ta nhóm ở đây đâu, nhưng mà cho 500 người nhóm đó quý vị. Quý amen cho thôi điều đó không? Tại vì chúng ta phải góp phần vô khai tượng 20 chứ. Chứ chúng ta đâu có thể nào mà ngưng lại được. Thành ra đồng 5 năm nữa chúng ta ít nhất phải có 500 thưa quý bạn chị em. Và hãy chứng minh cái đức tin của mình qua sự cầu nguyện của mình. Ông Eli ông cầu nguyện à. Ông Ahab, vua Ahab thì ông đi ăn uống. Nhưng mà ông Eli ông cầu nguyện. Quý vị dám cầu nguyện, dám tin, dám cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng cái điều đó sẽ đạt được thưa quý bạn chị em. Điều này tôi không có nói mà tôi không có kinh nghiệm. Tại vì nếu mà chúng ta nói mà không có kinh nghiệm á, thì chúng tôi ở trong một cái hội thánh mà mới mở ra, hai người lớn, tôi và vợ tôi, hai đứa con tôi 5 tuổi và 7 tuổi, và với một cặp gia đình nữa là hai vợ chồng cùng một đứa con thì 3 tuổi. Và sau 6 tháng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên, chúng tôi có được 30 em thiếu nhi và 50 người lớn ở trong một cái chỗ có chút xíu, và có nghĩa là chưa được 1/4, tôi nghĩ khoảng chừng 1/5 của cái thánh đường này thôi thưa quý mạnh cho em. Và cái ở dưới basement đó thì cái trên đầu tôi có bao nhiêu đây thôi, có nhiều người tới là biết ai cao cao đó là hát là vỗ tay thôi, không có thoải mái giờ vỗ tay giờ lên đây thì tôi thấy tôi giơ tay tôi còn nhóng lên nữa đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm, và tôi cảm ơn Chúa ở trong cái chỗ nghèo mà những người đọc đồng giống như nãy tôi nói đó, và hội thánh của tôi trong 6 tháng mua được bằng tiền mặt thưa quý mạnh cho em, không có xin ai, có viết thơ rồi, tiếng Anh có, tiếng Mỹ có, tiếng Việt có, nhưng mà Chúa không có cho gửi ra, nhưng mà chúng tôi đã có tiền mua thưa quý mạnh cho em. Điều đó là phép lạ của Đức Chúa Trời trong một bài giảng khác, chứ nếu không nó quá 4 tiếng một sư nguyên sẽ trách tôi. Thưa quý mạnh cho em, tôi muốn nhắc lại, hãy chứng minh đức tin của mình qua sự cầu nguyện. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 17 câu 18 này nói vậy: Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Wow, chúng ta cũng cỡ cỡ tiên tri Eli phải không? Mà Kinh Thánh nói à, tôi không có nói, tôi không muốn đưa quý vị lên cao đâu. Eli là người yếu đuối giống như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không có mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại thì trời bèn mưa và đất xanh sản qua màu. Amen không vậy? Chúng ta có cầu nguyện cho chúng ta có nan đề để chúng ta lợi, chúng ta cầu nguyện lên Chúa, nhưng mà chúng ta nói sao? Chúng ta cầu nguyện chúc phước rằng những người mà đồng bào của chúng ta sẽ được tin Chúa. Amen không vậy? Có một cơn mưa phước lành đến. Khi người kế bên nói là hãy sẵn sàng cho cơn mưa thưa quý mạnh cho em. Quý vị hãy làm hành động đức tin đó thì cái không khí thuộc linh nó mới thay đổi. Và một điều gì đó trong cái cõi linh nó sẽ làm việc thưa quý mạnh cho em. Eli lên núi Cạn Mên, không có thể đi dạo. Ngày nay người ta hay lên núi ngắm cảnh, nhưng mà ông Eli, ông lên đó. Ông cầu nguyện thưa quý mạnh cho em. Đó, không phải như chúng ta nói hồ hế rồi chúng ta không làm gì hết, nhưng mà chúng ta phải làm. Eli đã hành động thưa quý mạnh cho em. Một chút nữa, nếu mà người nào muốn hành động như Eli đó là tôi chỉ cho. Thật sự là tôi thử mới có 3 phút là tôi chịu không nổi, máu nó ngay lên. Cái tư thế của Eli là ổng quỳ gối xuống giữa hai cái đùi của ổng cầu nguyện đó thưa quý mạnh cho em. Nó rất là khó, nhưng mà ông cầu nguyện một cách khẩn thiết như vậy thì trời bắt đầu mưa thưa quý mạnh cho em. Amen các bạn. Còn chúng ta mà không có bởi đức tin và không bởi sự cầu nguyện, chúng ta có nói 20 hay chúng ta muốn nói 80 cũng được, nó không thành đâu. Nhưng mà chúng ta phải thực hiện bằng đức tin của chúng ta. Amen chưa quý vị? Thưa quý mạnh cho em, ông Eli đã sẵn sàng cho công việc Chúa. Thành ra khiêu qua người kế bên một lần nữa là hãy sẵn sàng cho cơn mưa lớn. Sẵn sàng cho việc Chúa. Cái thứ nhất là sẵn sàng cho cái thời điểm của Chúa thưa quý mạnh cho em. Sẵn sàng cho cái thời điểm khô khan hiện tại. Lúc mà ông Eli mà ổng bắt đầu cầu nguyện đó là mưa chưa? 3 năm rưỡi chưa mưa. Nãy giờ một sư cường nói chưa có thấy gì hết trơn, chưa có thấy người nào vô nhà thờ tin Chúa hết. Chúng ta sẵn sàng cho điều đó, nhưng mà chúng ta trung tín, lời của Đức Chúa Trời đã công bố ra rồi. Amen thôi vậy. Thành ra ở tại nơi đây đó, chúng ta thấy rằng có đôi lúc mối quan hệ của chúng ta với Chúa cũng bị khô hạn nữa, tại vì chúng ta không cầu nguyện. Đó. Rồi sao? Xin Chúa Ngài làm mới lại đời sống tâm linh. Hồi nãy tôi cảm ơn Chúa là anh Bảo ở tại nơi đây đã giúp cho chúng ta, nói rằng Chúa ơi đến để thăm viếng, để làm đóng giấy, làm thay đổi cho đời sống của con lại, để cho con không có khô hạn nữa. Đó. Dù hôm nay chúng ta làm chứng chưa có người tin Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn làm và vẫn truyền giảng thưa quý mạnh xem. Đó. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng mà chờ đợi nữa. Sẵn sàng tìm kiếm và chờ đợi thưa quý mạnh cho em. Eli vẫn quỳ gối úp mặt giữa hai đầu gối mà cầu nguyện trong lúc vua Ahab đi ăn uống. Nhưng mà ở đây chắc chắn có một điều gì đó
xảy ra khi mà chúng ta đồng hiệp nguyện với nhau. Quý vị tin điều đó không? Ngày xưa các môn đồ sao nhóm lại mà không có được tự do như chúng ta như vậy, nhưng mà họ cùng với nhau cầu nguyện thì đất rúng động, phải không? Rồi mọi người ai nấy thì sao? Được đầy dẫy Thánh Linh và dạng dĩ để truyền đạo, phải không? Truyền giảng, phải không? Quý vị đọc ở trong công vụ đoạn 4 câu số 31, thưa quý mạnh cho em. Khi mà họ cầu nguyện, sự rúng động lên. Và chúng ta thấy rằng á, khi mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta chưa thấy, thì chuyện đó chuyện bình thường thôi. Ở trong Kinh Thánh đã nói rồi, người đầy tớ đi lên lần đầu có thấy gì không? Người đầy tớ, ông Eli nãy vừa rồi một sư nguyên đọc cho chúng ta là người đầy tớ phải đi 7 lần rồi về báo, phải không? Đó. Lần đầu đi có thấy gì không? Không thấy gì hết. Một sư cường nãy, nãy giờ cũng chưa thấy gì hết. Đó. Nhưng mà một lần nữa, hãy nhìn một lần nữa đi. Đó. Chúng ta hãy nhìn một lần nữa để chúng ta sẵn sàng cho thời điểm của sự thành công, thưa quý mạnh cho em. Bởi vì cái đức tin của chúng ta không có giống như sóng biển đưa đi đây đó để không nhận vật chi. Nhưng mà đức tin của chúng ta cầu nguyện và chúng ta tin rằng Chúa ban cho chúng ta, thì trong Mác nói rằng những điều các ngươi cầu xin hãy tin đã được, ác điều đó ban cho các ngươi. Quý vị đồng ý với tôi được không? Đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẵn sàng cho thời điểm của sự thành công. Trên thượng văn á, thì chúng ta thấy rằng Eli đã một cách ngoạn mục đánh bại tiên tri Ba Anh để dân sự trở về cùng ngài, phải không? À, trong cái thời kỳ đó thì các thần Ba Anh được thờ phượng và các tiên tri của Ba Anh là mạnh mẽ, cho tới khi ông Eli ra và cầu nguyện chiến đấu với lại 400 tiên tri Ba Anh, phải không? Rồi sao? Được đắc thắng, phải không? À, thì người ta tung hô sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, là có sự thay đổi rồi, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có một điều nữa. Không phải chúng ta chỉ một chiến thắng duy nhất, thưa quý mạnh cho em, nhưng mà chúng ta có chiến thắng kép. Ở đây là cái điều mà ở trong Kinh Thánh bày tỏ, nhưng mà nhiều khi chúng ta không thấy. Nó như là bí mật cho chúng ta vậy đó. Ông Eli vừa thắng trận để dẹp những thần tượng, rồi ông Eli lại sao thắng trận trong cái cơn mưa tốt lành cho xứ không còn khô hạn nữa. Amen không vậy? Như vậy thì là điều gì? Thế nếu mà những người như thầy bảo đã từng làm chứng, hội thánh đã từng làm chứng tin Chúa rồi, chúng ta tiếp tục chúng ta làm điều đó, nhưng mà nó còn kết quả hơn như vậy nữa. Những người mà chưa từng làm chứng bây giờ làm chứng đi sẽ thấy có kết quả. Quý vị đồng ý với tôi đó không? Và đây là một cái chiến thắng kép, thưa quý mạnh chị em. Thưa quý mạnh chị em, điều này nó là một điều thách thức. Hồi nãy quý vị có nhớ tôi kể lại câu chuyện của em Hân không? Thì không phải chỉ là cái người bác đó không có bắt bớ nữa, nhưng mà sau đó cái người anh đó khi mà có vấn đề thì chạy đến kêu hai đứa em cầu nguyện. Và hai đứa em này là Phúc và Hân đã cầu nguyện cho anh Trí. Anh Trí nói rằng nếu mà hồi nào tới giờ anh xin cái việc làm không có được, nhưng mà bây giờ nếu mà Đức Chúa Trời cho anh xin việc làm được thì anh sẽ tin Chúa. Và cảm ơn Chúa, mấy tuần trước đây tôi đã cầu nguyện cho anh tin Chúa. Nhưng mà anh lại hứa như vậy nha. Anh hứa rằng là nếu mà Chúa cho cái việc làm đó thì anh sẽ nghỉ cái ngày Chủ nhật để đi thờ phượng Chúa. Nhưng mà cái cuộc chiến của chúng tôi vẫn còn, thưa quý mạnh cho em. Từng rồi đó thì lại báo rồi là anh này không có đi, mà anh này dẫn vợ đi ăn mừng là có cái giớp. Thì thành ra chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, quý vị amen với tôi đó không? Thắng trận nhưng mà vẫn tiếp tục chiến đấu. Và tôi muốn nói rằng cái chiến thắng kép đó có nghĩa là Hân đã chiến thắng rồi, lại chiến thắng thêm cái người thân của trong gia đình mình nữa. Có nghĩa là quý vị không phải chỉ làm chứng một người hay là chào làm chứng trong một sớm kết quả, nhưng mà chúng ta còn nhiều sớm, chúng ta còn nhiều điều mà Chúa nói gọi là Chúa sẽ mở rộng bờ cõi của chúng ta. Quý vị amen với tôi đó không? Và thưa quý bạn cho em, chúng ta không thể nào amen mà chúng ta không làm gì sẽ không gì xảy ra hết. Mà vừa rồi thì mục sư Cúc có nói với tôi và mục sư Nguyên cũng nói với tôi, truyền giảng ở ngoài trời rất là tốt lành, phải không? Nhiều người tới, phải không? Chúng ta amen, chúng ta hãy đóng sân khấu. Chúng ta phải thuyết phục cầu nguyện sao để chúng ta có sân khấu ngoài đó mà chúng ta truyền giảng hàng tuần luôn. Không ai amen hết trơn vậy ta. Đóng cái sân khấu ngoài đó mà còn làm đẹp nữa, để cho người ta chạy ngang đây là người ta thấy và người ta phải vô trong đó cho đi xèo, phải không? Nó đang rộn ràng mà, chúng ta phải làm điều đó, thưa quý mạnh cho em. Đó. Những người mà mềm lòng rồi, mình mời tới làm chứng tin Chúa rồi, bây giờ những người cứng lòng mời luôn đi. Đó là cái dịp để chứ không đóng sân khấu mà không có mời người thì không có xong. Thành ra chúng ta chuẩn bị
không ai amen hết trơn. Chúng ta hồi nãy là khiều khiều, mấy người kia sẵn sàng, bộ mấy người kia ngủ hết trơn rồi đó, đã cho sẵn sàng thì bây giờ bắt đầu làm đó. Chứ nếu mà không làm không điều gì xảy ra, thưa quý anh chị em đó. Và chúng ta phải làm từ chuyện như vậy đi đó. Thành ra quý vị thì biết hơn tôi, tại vì quý vị biết hoàn cảnh hơn tôi. Ngay trong lúc tôi giảng, tôi tin rằng Đức Thánh Linh đụng chạm với quý vị đó, sẽ mời anh A, chị B, anh C gì đó là tới rồi đó nha. Và tôi sẽ đem đinh tới, tôi sẽ đem búa tới để đóng sân khấu, phải không? Tôi sẽ cầu nguyện cho vấn đề đó, tôi sẽ đưa ra ý tưởng, hay là tôi có nghe một cái anh đó là cái âm thanh ảnh đem tới, và anh nhờ người ta chỉnh nữa, âm thanh tuyệt vời. Cảm ơn Chúa, mỗi người góp một tay một chân, mưa sẽ rất là lớn, quý vị amen với tôi đó không? Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là cố sức làm. Nhưng mà tôi muốn nói một bí quyết nữa là hãy sẵn sàng để nhận sức Chúa ban, thưa quý ông bà anh chị em. Nãy giờ là chúng ta, tôi nói dài cái điều đó là quý vị cố sức làm. Nhưng mà nếu mà để nhận cái sức Chúa ban cho chúng ta làm tuyệt vời hơn cái đó nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, nó có một điều mà chúng ta không có biết được, cái điều mà Chúa ban cho chúng ta mạnh mẽ lắm. Hội thánh ở đây có thể làm chứng dễ dàng cho 500 người trong 5 năm tới, dễ dàng lắm. Nhưng mà chúng ta cứ sợ, chúng ta nghĩ không có. Tôi có coi một cái phim Mỹ, lúc đó tôi không có biết tiếng Anh và bây giờ cũng không biết luôn đó. Nhưng mà tôi thấy có một cái câu chuyện vậy. Cái anh chàng cao bồi này, anh lại nhìn đứa nhỏ kia, anh hỏi thì mấy tuổi rồi đó. Thì nó 6 tuổi rồi. Hỏi biết bơi không? Không biết bơi. Anh này anh nắm, anh liền cái em đó xuống dưới giữa cái dòng suối đó. Thằng nhỏ bơi riết qua bên bờ bên kia, tại nhỏ quảng quá không phải bơi về bờ bên đây thì không sao, mà bơi qua bờ bên kia. Cái bà mẹ bà chạy ra, bà nói ô sao mà liền con tôi ở dưới. Thì cái anh này anh hỏi sao bà không lội qua bển, sao bà không lội qua bển để bà vớt con về. Cái bà nói tôi không biết bơi. Cái bà không, bà chạy luôn, tại vì bà sợ anh này liền cho bà xuống luôn. Thì thật sự ra thằng nhỏ biết bơi không? Nhỏ biết bơi, nhưng mà tại nó không bơi, thưa quý mạnh cho em. Đó. Ông Eli vâng lời ra mắt Ahab, mưa trong điều kiện có hành động đức tin. Amen không vậy? Thành ra chúng ta cũng phải có hành động đức tin thì chúng ta mới được hoàn thành cái khải tượng của chúng ta. Đó. Hồi nãy thầy bảo giảng hết phần của tôi rồi, thành ra tôi đọc kinh thánh thôi, không giảng nữa. Ở trong Jeremy 12 câu 5 thì nói vậy: nếu người chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mệt mỏi thì làm sao thi với ngựa được. Trong xứ yên lặng người được an ổn, nhưng khi sông vô đanh tràn thì người sẽ làm thế nào. Ông Eli ở đây đã già rồi mà sao, ông cột là thắt lưng ông chạy phải không? Bảo đảm ông Eli già hơn một sư nguyên ở đây, mà ông chạy trước ngựa của Ahab phải không? Chứ không phải chạy sau đâu nha quý vị, không chạy theo đâu nha, chạy trước ngựa của Ahab. Thành ra bây giờ mà chúng ta mà không làm chứng cho một người hai người rồi cái sao chuột từ cái hai lên cái tờ rưỡi cái phục linh đó nha, đó thì làm sao mà đến chừng mà bùng nổ và chúng ta làm gì được, nước sông vô đanh tràn bờ sao được đó. Đến chừng mà rần mà người ta tới đây xin tin Chúa, nhiều khi chúng ta không biết cầu nguyện tin Chúa nữa, cứ chờ một sư cúc chuyên nguyên cầu nguyện thì không kịp luôn á, môn đồ hóa không kịp. Thành ra chúng ta phải sẵn sàng, thưa quý mạnh cho em, quý vị amen với tôi đó không? Đó, thành ra phải cố gắng chạy thi ở trong đức tin phải không, chứ để mấy là nước sông vô đanh tràn chạy không kịp phải không. Đó, thành ra xin Chúa ngài giúp cho, thưa quý mạnh cho em, tôi muốn kể một câu chuyện để làm cho cái lòng chúng ta suy nghĩ, để chúng ta suy tưởng lắng động những điều gì mà Chúa đang mặc khải trong đời sống của chúng ta. Có một cái người ở bên nước Ba Tư đó, ổng là một nông gia, ổng tên là Eli Hafer. Ông có ruộng vườn phì nhiêu và đến một thời gian để ông canh tác, ông trở thành là địa chủ. Coi đây là câu chuyện thật, thưa quý mạnh cho em. Một ngày nọ một người từ cái phương đông đến bán trong những cái hột xoàn đó, và lúc đó thì ông không có biết mà thấy đá quý đẹp đó. Và người này nói rằng ô có nhiều cái hột đẹp hơn nữa. Và ông này đó, ông tối ngày ông cứ mơ tưởng về cái kim cương không à đó. Và ổng bắt đầu bán hết tài sản của ổng, ổng lên đường ổng tìm những cái viên ngọc đẹp như vậy. Nhưng mà ổng không phải là người trao đổi đá quý, thành ra ổng không có mua được. Và đến một lúc ổng xài hết tiền của ổng, rồi ổng trắng tay, ổng không có đạt được cái lòng ổng ước nguyện là ổng tìm được nhiều viên kim cương. Và cái miếng đất mà ổng bán cho người ta để ổng bỏ đi đó, thì một ngày kia có một cái người đó thì họ dẫn cái người chủ đó dẫn con lạc đà xuống dưới suối để mà uống á, thì có thấy cái gì lấp lánh à, và họ lại lụm lên, mà không phải một hộp mà nó nhiều hộp. Và thưa quý mạnh cho em, để không có giảng dài, thực sự ra quý vị có thể search ở trên Google đó, và ngay cái miếng đất của ổng đó là cái hãng kim cương Golconda
ha. Bây giờ nổi tiếng bây giờ. Thành ra ổng đang ở cái mỏ kim cương đủ màu sắc hết, nhưng mà ổng đi tìm và ổng bỏ đi điều đó. Tôi muốn nói điều này để là quý vị có đầy đủ tất cả những ơn Chúa ban, tại vì Chúa hứa là Chúa ban dư dật để gây dựng hội thánh. Amen không quý vị? Nhưng mà chúng ta chưa thực hành và chúng ta tưởng là chúng ta không có. Cái việc chứng đạo đó là sao, để anh Bảo đi anh nói hay, chứ mục sư Cường thì làm chuyện khác ha. Nhưng mà không sao, thưa quý mạnh cho em, chúng ta cứ thực hành đi. Mỗi người chúng ta làm trong một phần, những cái nào ở trước mắt chúng ta làm, chúng ta sẽ thấy cái sự kết quả thật là lớn lao, thưa quý mạnh cho em. Và ở tại nơi đây, tôi muốn tiết lộ một bí mật cho quý vị ha, để làm quà. Nhưng mà có một cái điều này đó, thì quý vị hứa với tôi là quý vị giữ kín nha. Tôi nói cái điều này ra, giữ kín, nhưng mà nó có điều kiện, đừng có nói với ai cho tới khi quý vị kinh nghiệm thật. Tại vì chúng ta nói một điều mà chúng ta không kinh nghiệm là chúng ta nói dối. Và chúng ta tin một cái điều mà chúng ta không biết, chúng ta mê tín, phải không? Thành ra đó, tôi muốn nói với quý vị đó, Chúa sử dụng những người đơn sơ, những người mới để truyền giáo bùng nổ, thưa quý mạnh cho em. Tôi muốn nhắc lại điều này, đừng nói cho ai hết. Chúa sử dụng những người mới để truyền giáo bùng nổ. Bây giờ chúng ta trở lại Kinh Thánh đi, chúng ta nói nhỏ nhỏ để mấy người khác nghe. Cái người đàn bà Samari á, có được huấn luyện gì không? Bà vừa biết Chúa, bà chạy vô cả làng ra tin Chúa. Amen không quý vị? Cái người mà được giải phóng khỏi cái quỷ quân đội ở Giê-sa-rê á, thì sao? Chúa nói rằng sao? Đừng có đi theo ta mà ở lại nói cho nhà của ngươi nghe. Và cái cuộc truyền giáo bùng nổ, phải không quý vị? Hội thánh hồi xưa từ 3.000 rồi lên 5.000 rồi càng nhiều hơn nữa, lan ra cả thế giới. Quý vị đồng ý với tôi điều đó không? Đó. Và bây giờ cũng vậy, tại vì chúng ta không làm chứng. Chứ nếu mà chúng ta làm chứng có người mới á, chắc chắn sẽ có người thứ hai. Tại vì chúng ta ở đây là cơ đốc nhân mà mấy chục năm rồi, bạn chúng ta toàn tin Chúa hết rồi, kiếm ra người không có. Thật sự như vậy. Nhưng mà có một cái người mà mới vô đây đó, thì người đó mà vui mừng có nhận được đó, người đó sẽ tìm rất là nhiều người. Rồi quý vị sẽ mệt nghỉ để mà đi làm chứng, thưa quý mạnh cho em. Mà nếu mà bây giờ đó, mà tuần sau mà có 5 người tin Chúa ở đây, thì tuần sau nữa sẽ có 50 người, thưa quý mạnh cho em. Tại người ta mời được người, còn chúng ta giờ dầm tới dầm luôn mời hoài không được. Thành ra đó là một bí mật mà đừng nói cho ai nghe hết, cho tới khi chúng ta thực hành, quý vị amen không? Cố gắng tôi làm chứng một người thôi, thì năm sau tôi trở lại đây, một năm mà quý vị làm chứng một người thôi, thì năm sau là quý vị đã double cái này, phải không? Bây giờ mình ví dụ đây 50 nhiều hơn, nhưng mà mình ví dụ 50 thôi, thì năm sau đã 100, phải không? 5 năm một sư cường có nói dốc không? Coi chừng 500 không đủ đó, phải 5.000 người à, cái chỗ 5.000 người nhóm lại, quý vị amen nhớ lời đó không? Và những người mà chúng ta không có mời được đó, thì sao? Một người mới này có thể mời 50 người mà chúng ta không có mời được, thưa quý mạnh cho em. Thành ra chúng ta phải đi ra khỏi cái vỏ ốc của mình, chúng ta phải bước đi ra và nói xin Chúa mở rộng bờ cõi của con để con làm chứng được một người thôi. Và mình sẽ thấy rằng cái người đó sẽ tiếp nói, thưa quý mạnh cho em. Và đừng nói bí mật này cho ai cho tới khi quý vị thực hành điều đó. Amen không? Bây giờ mà nói dài này quá, thấy một bà một sư cốt nhìn tôi rồi. Thôi tôi muốn kể một câu chuyện đi ha. Kể một câu chuyện để cho chúng ta kết thúc. Cái điều này đó là điều mà người ngoại làm được, mà người ngoại làm cũng rất là tốt, thưa quý mạnh cho em. Ở đây chúng ta có nhiều người Mễ không? Cái hình như là Cali và Houston là ở Texas đó là nhiều người Mễ, phải không? Người Mễ nói tiếng gì? Nói tiếng Mễ là Tây Ban Nha, phải không? Nhưng mà tại sao người Mễ nói tiếng Tây Ban Nha, quý vị có biết không? Cái người Cuba cũng nói tiếng Tây Ban Nha, đồng ý không? Và nhiều dân tộc nữa nói tiếng Tây Ban Nha, mà họ có nói cái này. Hồi xưa thì khi mà cái người Tây Ban Nha đi đến thuộc địa thì họ bắt thuộc địa nói tiếng của họ, quý vị amen cho tôi được không? Nhưng mà người Anh thì cũng đến, nhưng mà cái dân bản xứ nó không hoàn toàn nói tiếng Anh, ít lắm. Ví dụ như Ấn Độ thì cũng không nói tiếng Anh, nói tiếng Anh giỏi nhưng mà chỉ là sẽ lắng quệt thôi. Rồi Hồng Kông, nhưng mà Pháp cũng vậy, ở mình cũng vẫn nói tiếng Việt, phải không? Pháp đô hộ mình thời gian dài mình vẫn nói tiếng Việt. Nhưng mà riêng những người mà thuộc địa của Tây Ban Nha thì đều nói tiếng Tây Ban Nha. Quý vị đồng ý với tôi được không? Quý vị có thể search Google, tôi không có muốn nói, nhưng mà tôi muốn kết thúc là tại nơi đây. Khi mà vua của họ ra lệnh cho những người chiến binh đi đó, thì khi mà người ta cập bến vô đó, hồi đó họ đi bằng tàu chứ không có bằng máy bay như giờ, thì người công bố cái chủ quyền và nói dạy cái tiếng đó. Chủ quyền này thuộc về vua Tây Ban Nha và dạy dân nói tiếng Tây Ban Nha, thưa quý mạnh cho em. Và rốt cuộc tới bây giờ thì chúng ta đã biết rồi, có rất là nhiều dân tộc, nó ở rất nhiều nước mà nói tiếng Tây Ban Nha đó. Và chúng ta cũng như vậy, vua của chúng ta
kêu chúng ta nói không phải là ngôn ngữ Tây Ban Nha đâu, mà kêu chúng ta nói ngôn ngữ tình yêu thương, thưa quý vị và chị em. Bởi tình yêu thương mà người ta biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Và vua của chúng ta kêu chúng ta đi khắp thế gian giảng tin lành. Amen không quý vị? Và chúng ta không có chọn lựa đâu, thưa quý vị và chị em. Đây là lời tôi muốn kêu gọi quý vị và chị em. Vua mà biểu thì những cái quân sĩ nghe và họ đã làm theo và họ đã thành công. Còn chúng ta nói rằng chúng ta đang thờ phượng một vị Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn vua, thưa quý bạn chị em, thì chúng ta có chọn lựa nào khác ngoài việc vâng lời Chúa không? Ấy chẳng phải các ngươi chọn ta, bèn ta chọn các ngươi ra đi và kết quả. Không có lý do nào chúng ta không kết quả hết. Mà kết quả của Chúa ban cho chúng ta là gì? 30, 60 và 100. Chúng ta chưa làm được điều đó. Chúng ta chưa làm được điều đó. Và giờ này tôi ước ao mỗi người mỗi lòng của chúng ta hứa nguyện để chúng ta làm. Tôi có thể nói nhiều hơn nữa, nhưng mà thưa quý mạnh cho em, thường thì chúng ta hay bị thất bại để nhìn ra những đám mây nhỏ để có thể thấy được phép lạ lớn của Chúa, thưa quý mạnh cho em. Và hãy chú ý xung quanh xem có những gì mà nhỏ xíu thôi mà Chúa mở cửa để nó bước vào trong đời sống của chúng ta, để nó tạo nên phép lạ lớn lao hay không. Chúng ta để ý đi, chúng ta sẽ thấy. Và đừng bỏ qua cái dấu hiệu nhỏ để đó là một khởi đầu cho một cái thời điểm siêu nhiên nào đó. Đám mây nhỏ nhưng đó chính là điều Eli đang tìm kiếm, thưa quý mạnh cho em. Câu trả lời của Chúa cho chúng ta tuy nhỏ nhưng mà sẽ làm điều vĩ đại. Một người mà chúng ta hứa hồi nãy đó đem tới đó, chúng ta không biết được bao nhiêu người sẽ đem theo. Chúng tôi đi nhóm vào một ngày trời mưa và nói là 100%, thưa quý mạnh cho em đó, mà thời tiết của Mỹ nó báo không giống như là thời tiết Việt Nam mà báo mưa rải rác không biết đâu ha đó, nhưng mà thời tiết Mỹ thì báo mỗi 15 phút và chúng tôi vẫn quyết định đi tới đó. Và cảm ơn Chúa khi mà chúng tôi cầu nguyện đó, để ở trong cái tôi đã chứng kiến rằng Chúa đẩy lui cái thời tiết á, khi mà chúng tôi đi picnic á, là ít nhất trong cuộc đời của tôi là 13 lần rồi. Nhưng mà cái lần đó đó thì tôi và một cái người bây giờ là thư ký của tôi, lúc đó thì chưa chạy lên trên đó và dọn bàn ra, và lúc đó ánh nắng lên rất là đẹp đó chụp hình. Và lúc đó thì những người khác mới thấy vậy mới bắt đầu lên. Và trong cái buổi đi picnic đó thì có một người tới, thưa quý mạnh cho em. Và người đó tin Chúa, người cô này tên là cô Diễm Châu. Và sau đó cô dẫn gia đình của cô. Và qua cái đời sống của gia đình này, và nhất là anh chồng đó, thực ra đó là một cái câu chuyện dài, thưa quý mạnh cho em. Là anh chồng tới bây giờ tin Chúa 6 năm thì khoảng chừng 500 người tin Chúa qua đời sống của anh ta. Anh làm y tá và anh làm chứng. Mà làm sao mà làm y tá mà làm chứng được là một câu chuyện khác nữa. Tôi không muốn làm mất thời gian của quý vị, nhưng mà tôi muốn kêu gọi chúng ta không có biết được chúng ta cái ngày hôm đó hay một cái điểm gì đó mà chúng ta nắm bắt cái cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta sẽ là một cái điều lớn lao của Đức Chúa Trời. Thưa quý bạn chị em, chúng ta hãy nắm bắt khải tượng và chúng ta thắp sáng lên khải tượng. Ngày nay chúng ta đã nghe rồi và chúng ta đã thấy xôn xao của vùng Cali này rồi, hãy góp phần một điều gì đó ở trong đó. Và thưa quý mạnh chị em, nếu chúng ta còn chưa góp phần được thì chúng ta hãy sống ở trong tình yêu thương để người ta nhìn biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Amen quý vị. Và tôi tin rằng lời của Chúa đến với quý mạnh chị em không có trở về luống nhưng, nhưng mà có một điều gì đó có thể thay đổi, đụng chạm. Và quý vị không có như trước nữa, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái mùa gặt thật là lớn. Không còn đi mót lúa nữa, nhưng mà đem những bó lúa đầy vào trong nhà của Ngài. Nguyện lời Chúa cùng quý mạnh chị em.